trước khi có thể đúc, chúng ta phải triển khai các scripts của mình. Hãy nhớ rằng chúng ta sử dụng chính sách đúc và chính sách thực thế chấp làm scripts tham chiếu. Chúng ta phải triển khai chúng trước khi sử dụng scripts đó. Để làm được điều đó, chúng ta sử dụng hàm này để triển khai cả hai scripts trong một giao dịch ọp trên. Chúng ta thực hiện một số kiểm tra để đảm bảo rằng chúng ta có các giá trị cần thiết ở trạng thái hiện tại và đây là phần khó khăn. Chúng ta phải có được chính sách đúc tiền cuối cùng. Tại sao bởi vì nếu chúng ta đi đến mã on trên của chính sách đúc và lên trên cùng. chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta phải tham số hóa chính sách đúc bằng trình xác thực của Oracle. cử, trình xác thực của tài sản thế chấp vào phần trăm đúc tiền thế chấp. Chúng ta sẽ xem xét cách chúng tương tác với các giao dịch trong video Minting, nhưng hiện tại chúng ta biết rằng chúng ta phải cung cấp giá trị này nếu đi đến tận cùng chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có chính sách được gọi là lucid có hàm policy lucid ở ngay đây như bạn có thể thấy chúng ta xây dựng giá trị thông số mai với ba tham số mà chúng ta truyền cho các hàm này hàm băm của trình xác thực o cử hàm băm của trình xác thực tài sản thế chấp và phần trăm đúc tiền ba giá trị này là những giá trị mà chúng ta phải cung cấp để có được chính sách mai cuối cùng nếu chúng ta quay lại thành phần vx của scripts triển khai Chúng ta sẽ ứng dụng các tham số đó bằng hàm ghép Finance Minting Poly nếu vào bên trong. Chúng ta sẽ thấy việc đầu tiên chúng ta làm là tạo tiên tóc tên tốc cừng usdp này phải giống với tên mà chúng ta đã đặt trước trong chính sách được liên kết và trình xác thực tài sản thế chấp chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về điều đó trong video tiếp theo nhưng chúng ta phải sử dụng usdp này và sử dụng hàm frontex này để lấy văn bản usdp này và chuyển đổi nó thành HEX sau khi có tên token, chúng ta phải lấy hàm băm của trình xác thực Oracle. Chúng ta thực hiện điều đó bằng cách chỉ sử dụng trình xác thực cho hàm băm scripts này và ứng dụng nó vào scripts Oracle. Chúng ta có scripts Oracle vì chúng ta đang triển khai các scripts sau khi triển khai Oracle ngay khi triển khai Oracle. Chúng ta lưu scripts Oracle này ở trạng thái global lâu của giao diện người dùng và đó là nơi nó xuất phát. Sau đó, hàm băm xác thực tài sản thế chấp, chúng ta sử dụng cách tương tự. Nhưng trong trường hợp này, script phụ được đặt trước vì nó không có bất kỳ tham số nào. Nếu chúng ta đi đến tài sản thế chấp và lên trên cùng, chúng ta thấy rằng ngay tại đây chúng ta có collateral đầy tung, sau đó là tài sản thế chấp redeemer nhưng không có tham số, tài sản thế chấp này sẽ giống nhau cho dù chúng ta có thay đổi chính sách đúc tiền hay o rắc cử hay không hãy quay trở lại với chữ viết màu xanh bây giờ chúng ta có hai hàm băm của trình xác thực chúng ta thực hiện nhật ký con xôn để có biện pháp phù hợp tạo các tham số như chúng ta đã thấy trong chính sách liên kết nó lấy hàm băm xác thực của o rắc cử hàm băm xác thực của tài sản thế chấp vào phần trăm đúc tiền chúng ta đã tạo loại này dựa trên cấu trúc đó và sử dụng hàm apply params postscript để ứng dụng nó cho mã mà chúng ta nhận được khi lưu mã chính sách đúc tiền vào hàm băm của trình xác thực tài sản thế chấp mà chúng ta đã tạo và phần trăm đúc tiền này chúng ta lấy từ giao diện người dùng. Người dùng chọn trong giao diện người dùng tỷ lệ phần trăm tài sản thế chấp tối thiểu phải được khóa để có thể đúc tiền. Sau khi ứng dụng scripts cho tất cả các tham số đó, chúng ta sẽ nhận được chính sách tây bờ coi cuối cùng từ đó chúng ta có thể ứng dụng chính sách đúc này cho hàm ID để lấy ID policy. Và khi chúng ta có ID policy và tên token, chúng ta có thể tạo kiểu tài sản của tây bờ coi bằng cách kết hợp cả hai. Và thế là xong. Bây giờ chúng ta đã có mọi thứ mình cần chúng ta cập nhật trạng thái. Đây là cập nhật trạng thái tạo bản cập nhật trạng thái tiềm năng cho biết giao dịch thành công và chúng ta trả lại bản cập nhật trạng thái tiềm năng này có chứa ID policy ở dạng hex. Tên tốc cường này trong nội dung lớp. Vân vân, vân vân bây giờ chúng ta đã có tất cả các giá trị này hãy quay lại hàm trước đó và kiểm tra xem chúng ta có thể tạo chính sách đúc và tạo giao dịch hay không. Điều duy nhất mà giao dịch cần làm là triển khai các scripts. Nó phải đính kèm scripts vào UTXO. Chúng ta thực hiện tương tự hai lần nhưng đối với các scripts khác nhau. Chúng ta thanh toán đến một địa chỉ bằng dữ liệu. Trong sơ đồ, tôi sử dụng trình xác thực luôn sai nhưng trong trường hợp của chúng ta, But in our case, going to use our own chúng ta Android sẽ sử dụng địa chỉ của chính mình để lấy scripts và giữ quyền kiểm soát chúng vì đây là thử nghiệm. Chúng ta cung cấp đây tung nội tuyến của voi vì chúng ta không quan tâm và tham chiếu scripts case, có chứa scripts phụ làm giá, giá trị. Chúng ta không cung cấp gì và sau đó khi chúng ta cân bằng giao dịch. Nó sẽ cung cấp lượng ADA cần thiết để tạo UTXO. Chúng ta cũng làm như vậy, nhưng trong trường hợp này, đối với script Chính Sách Đúc và Cân Bằng Giao Dịch, ký và gửi. Thế là xong. Sau khi chạy hàm này, chúng ta sẽ sử dụng tài sản Thế Chấp và Chính Sách Mai Cuối Cùng ON trên của mình. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Phimi. Chúc các bạn thu lượng được nhiều kiến thức bổ ích. Cardano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.